Mấy mấy thằng tàu bung hết bài rồi, tưởng để phải giữ ít bài để còn bán lô tiếp theo. Chỗ này là 10 con được mà được 9 đấy. Đấy, nó chỉ khoảng 200 mấy vòng thôi, 280 thôi. Đấy, 190 này, vít rừng ok này, cò ok này, tua tốc 5 tốc thì thêm một tốc thì cũng chả giải quyết được mấy. Đấy, giá thì vẫn vậy, đánh giá là tổng quan là khá là ok. Rồi, xin chào cô chú anh chị, ngày hôm nay sẽ lên giới thiệu chi tiết cho mọi người về hai cái mẫu chuyên vít mới có update của Darama, đó là dòng 173 Plus. Thì trước đây 173 của đấy nó 173 anh em lại bảo đi nhái. Nhà đấy là việc mấy thằng tàu nhá. Bây giờ mà dán Makita thì mới gọi là nhái, thì đấy là người Việt Nam dán chứ tàu nó không dán. Con này thì nó là dòng 173 Plus bởi vì cái form cái dáng của nó gần như là rất là giống so với Makita. Còn ruột thì nó gọi Makita 173 bằng cụ rồi. Đấy, tại vì thân những con này giá chỉ có 550 thôi. Đấy, trong khi những cái thằng mình như 173 của Nhật thì nó rơi tầm khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu ấy. Đấy, tức là hiệu thì nó có hiệu nhưng mà về form thì nó khá là giống con 173. Thì Hukan cũng có, Drama cũng có, Kuta cũng có. Thì trước đây thì nó chỉ là con 4 tốc thôi. Thì con này em vẫn gọi là dòng Plus đây. Nó sẽ thêm 5 tốc đây. 1 này, 2, 3, 4 và 5. Đó, thêm 5 tốc, nó có rất nhiều cái mới. Đấy, thứ nhất là thêm một tốc này, thứ hai là thêm tính năng này, thứ ba là thêm về cái cò này. Đấy, bình thường những cái con 173 nhá, ví dụ như là của Drama hay là con 173 MCK của Hukan hay con màu xám ấy, hay là con màu vàng BCK ấy, đấy, 173 thì những con đấy tua khởi động của nó rất là nhanh. Đấy, ví dụ như anh chị bấm tua ban đầu này, có thể nó sẽ lên khoảng 700-800 vòng. Đấy, như vậy là mình làm những cái vít nhựa nó cực kỳ khó luôn. Đấy, trong khi con này đây này, đây đang để tốc là tốc nhanh nhất nhá. Nhưng mà khi mà để chạm cò ấy, để khởi động để bắt vít nhẹ, vít nhựa, vít thạch cao thì cực kỳ ok luôn. Đây, ví dụ như này đây. Đấy. Đây, đấy. Đấy, đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy, thì nó không bung búa thì anh chị làm được những cái vít như này. Căn bản là những con này mà anh chị làm gọi là vít tôn, vít sắt hay là bắt vít dù các thứ thì nó là quá đơn giản rồi, gần như con nào cũng làm được rồi, mấy con nhái nó cũng làm được rồi. Nhưng mà để mà làm được cái này ấy, thì chỉ có cái phiên bản Plus này thôi. Mà giá của nó thì giá nó không đổi nhá. Con này thì đây sẽ đo tốc cho mọi người xem. Đấy, con này thì tốc của nó cũng rất là nhanh. Đây, đây ví dụ tốc tốc 5 này. Đấy, nó sẽ rơi tầm khoảng 3.200 vòng như thế, rất là nhanh, bắt vít dù, vít nhẹ thì cực kỳ nhanh luôn. Đấy, nhưng mà để khởi động tốc như này này. Đấy, nó chỉ khoảng 200 mấy vòng thôi, 280 thôi. Đấy, 190 này. Đấy, để anh chị mình làm vít nhựa nó không búa, nó không gõ búa ra cực kỳ ok luôn. Đấy, thì tức là mọi người sẽ làm được cái giải vít nó rộng hơn. Đấy, vít nhựa cũng được, tất nhiên là được gọi là thêm thôi. Chứ còn nếu mà được hẳn thì anh chị làm những con chuyên vít trượt ấy, những con vít trượt. Đấy, để số 1 thì nó trượt vào nhựa rồi vào thạch cao. Để số tăng lên thì nó sẽ trượt những tải nặng hơn. Đấy, thì hai con này giá thì không thay đổi. Đấy, thân máy đều là 550.000. Đấy, thế còn chương trình nó đều là sử dụng chân pin phổ thông, nó có hai màu, màu vàng và màu xanh. Thì mọi người có thể ghép những cái quả pin, ví dụ như tối ưu nhất là pin của Pingnel. Đấy, pin này thì giá thành rất là hợp lý luôn mà hiệu năng cao. Đấy, pin dòng xả 10C chuẩn dung lượng 2A. Đấy, quả pin này chính trên kênh em là test được 600 mũi vít tôn rồi. Đấy, ví dụ như quả pin này lẻ thì là 270, chưa có sạc. Đấy, 270 cộng 550 thì là sẽ ra thôi. Mọi người mua kèm em tặng cho mọi cái sạc. Đấy, hoặc là mọi người mua hai quả pin thì là 270 nhân 2 thì là 540, thì bên em tính tròn là 500 thôi. Đấy, 500 cộng với cả thân máy 550. Đúng là 540 cộng với cả thân máy 550 thì nó là 1090. Đấy, thì bên em giảm luôn cho mọi người về combo 1 triệu luôn. Đấy, hủy diệt luôn cho mọi người luôn, về giảm gần như 100.000 đến 10% rồi. Đấy, thì làm cái giải vít nó rất là rộng. Đấy là với cả pin này. Thế còn trường hợp mà mọi người mua kèm những quả pin đóng như này, đấy, pin cell EVE đóng của bên em. Đấy, là 2,5A, tức là dung lượng nó cao hơn một tí. Thì giá con này là 350. Đấy, quả kia là 270, con này là 350. Cũng rất là hợp lý, nó chỉ chênh nhau 80.000 thôi. Đấy, thì con này thì xả của nó xả 12C mà nhân 2,5A lên thì nó xả khoảng 30A, dung lượng cao hơn, dòng xả cao hơn. Đấy, giá nó cao hơn 70.000 thì là 350 cộng với 550 thì là 800 tặng sạc, 900 tặng sạc, hoặc là 350 cộng với một quả pin 350 nữa thì là 700 cộng với thân 550 thì là 1250 tặng sạc. Đấy, tặng sạc xịn luôn, rất nhiều lựa chọn. Hoặc là mọi người lên pin 10 cell. Đấy, pin Pingnel 490 một quả, 10 cell 4A đảm bảo luôn là bắn nhòe luôn,
bắn mỏi tay không hết pin luôn, tại vì pin này nó rất là chuẩn dung lượng. Cái quả 2A này đã bắn được 600 vít rồi, thì quả này không biết được có nhân 2 không, nhưng mà chắc hao trừ đi, hao hụt đi thì chắc trên 800-900 vít. Tính năng thì nó vẫn có nhá, đấy ví dụ như là gọng pin nhanh này từ đời trước nó đã có rồi, dòng Blood này thì nó chắc chắn đi. Đấy, nó thêm cái là số 5 này là tốc thứ 5 và thêm cái là tính năng A, tính năng B, đèn nó sáng ở đây này. Đấy thì cái B này là cái vít tự dừng trên sắt mỏng này. Cái này thì không biết hàng 5,5 như nào, ông thử nhá. Ôi được này. Đấy. Tay em vẫn bóc cỏ rồi. Khá là ổn đấy. Đấy nó lại dừng trước này. Đấy, nói chung là hàng giá rẻ mà. 4 con thì được 3. 5 con được 4 rồi. Ồ, được nhiều phết nhờ. Nãy giờ là 8 con mà được 7 rồi. Chỗ này là 10 con được mà được 9 đấy. Thì khá là bất ngờ đấy. Tại vì hàng này hàng nó rẻ mà bây giờ nó đã bình dân về đến mức này rồi. Đấy, trước đây là bình dân về đến những con Amax hay là những con mà 250 mình đã bất ngờ rồi, mà bây giờ nó bình dân như này. Thử bắn nghiêng nhá, bắn mái nghiêng. Đây, em quay này, bắn mái nghiêng để chiều chéo như này. Mái dốc ấy. Ồ. Mọi người để ý cái cò nhá, cái tay vẫn bóp này. Đây này, tay vẫn bóp, đèn vẫn sáng này. Chưa nào mà ảo thật đấy. Mấy thằng tàu bung hết bài rồi, tưởng để phải giữ ít bài để còn bán lô tiếp theo nhưng bung hết rồi. Đấy, con này thì lại dừng trước này. Đấy, những 4 con mà được 3 là đỉnh rồi. 5 con được 4 là đỉnh rồi. Đấy, thì còn mà mấy cái sắt mà kiểu sắt này thì không thành vấn đề. Đấy. À, em đang để tự dừng. Mình phải để chế độ thường thôi. Ồ, đỉnh đấy nhờ, khỏe đấy. Khỏe đấy. Thử xem nào, có gỗ mồi gỗ không nhá. Chả biết nó là nút gì. Mồi gỗ thử sang để chế độ A xem nào. Chế độ A này. Đây, sang chậm chậm này. Không hiểu chế độ này là chế độ gì ấy. Em không hiểu luôn. Đấy, tưởng là mồi gỗ thì nó sẽ đi chậm. Cái này mồi thôi, sau lại phải bấm tiếp hay sao ấy. Đấy, về lực thì nó sẽ không được như con 230 hay là con 250 hay là con Amax đâu. Nhưng mà tổng thể lại nhá, cái cò ok này. Cái tính năng vít tự dừng như thế là ok rồi. Tại vì một con 550 chứng tỏ là bọn tàu nó đã bung hết ra rồi. Đấy, bình thường như là iPhone, Samsung đúng không? Mỗi đời nó chỉ ra một tí thôi để nó giữ lại, lần sau nó ra tiếp, ra đời mới. Chứ bung hết thì nó còn gì để nó diễn nữa. Thế con này em thấy là bung hết ra rồi này. Đấy, vít dừng ok này, cò ok này. Tua tốc 5 tốc thì thêm một tốc thì cũng chả giải quyết được mấy. Đấy, giá thì vẫn vậy, đánh giá là tổng quan là khá là ok. Đấy, hai màu cho anh chị lựa chọn nhá, đó là màu vàng và màu xanh. Đấy, tổng kết lại là vít tự dừng này ok này, có ok này, giá thành ok này. Đấy, tính năng khá là ổn. Đấy thì 550 bao ship thân máy. Thân máy này thì riêng thân máy này nó là mẫu mới về thì em sẽ tặng thêm cho mọi người một số cái đầu vít. Ví dụ đầu tôn JDM loại tốt này. Đấy, ví dụ như là bộ 3 mỗi vít này, vít gắn này, 6,5, vít 9 và vít 15 phân. Đấy, anh chị về việc dùng luôn. À đây, còn phải test cái tính năng gọi là độ dơ lắc của nó nữa. Đây, mọi người độ đồng tâm của nó đây. Đấy, để chậm thì con nào cũng thế thôi. Đây. À. Nhưng mà tì đè này, đây, thì nó sẽ chuẩn. Đấy, con này thì là 15 phân nhá, 15 phân mà em lấy cái vít dù ở đây là 4 phân, thì tổng nó là 19 phân. Thì mọi người xem bắn và vít này ok nhá, bắn dốc như này, này. Em quay đây, bắn dốc như này này. Ok đấy. Pin gài chưa chặt cho. Pin mọi người gài chặt vào cho em. Đấy, được, nói chung là được. Đồng tâm thế này là được rồi, 550 rồi mà. Đấy, tức là từ đây, từ đầu này đến chỗ này tận 9 phần, à 19 phần mà nó đồng tâm như thế là rất ok mọi người nhá. Đấy, mua hàng thì đặt đường link Shopee phía dưới vẫn tặng quà.
gọi trực tiếp vẫn tặng quà. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.